Bác Việt nhìn thập Nhật, khi cứ vì Việt Nam quốc Nam Ninh tỉnh Hải Hậu huyện Hải Cung xã, đi vũ quản Ninh từ cư rộng bộ Phật Thánh Cúng Đại, khu thiên hóa Trần Triều Tiên quốc đại dân dân sự trong quốc công nhân vũ hương Hà Hải Hương, Bình Bắc Đại Nguyên Soái, khi vì phủ nha các ngôi đồng đền, nhất tâm trưởng và tâm thành nước thành quần du, không duy, ngọc nguyện quốc Thái dân an, thế giới hòa bình, dân an lạc, hạ cầu đảo ước yên hương hỏa từ vũ hương long và thiên chi kính, cùng thể chức đại dương xin nghi huy anh các chi vi linh bình triều phong tặng đại dương hiển thế dân từ tai khí phúc đại dương vi đi cứu nước phù dân anh hùng dân tộc đại dương chất kỳ tâm thành đại tử thanh tâm xin nhận bạch bái thúc nam mô dân đạo lộ bồ tát ma ha nam mô dân đạo Thanh Hà
thời yên, thời phúc sinh xuất diệt đi, Nam phương tưởng vân nên ai đãi lưu quang, Hoàng thiên mê tích mệnh đi, Nam bằng giáng trần đề nghề. Cần thánh chúa tiên trung mương có lệnh truyền ra, thánh ngông có lệnh truyền ra, nào là thủy bổ cùng là chữ sinh. Kinh luân khi đổ Việt nhân, chiều ban bị cực hoang thân, nỗi san bình chính câu đồng binh. Sơn trang tu màu
đồng tiên tòa thánh long lâu, nhang hoa bệ ngọc rồng châu đôi bên, thạch bàn hàng đá xuôi tiền đi. Hàng đá suối tiên, cỏ cây bát ngát trước đền xa trông, quảng cai các bộ thổ hoàn cai các bộ nùng màu sai chân vừa dừng tôi linh áo trầm xà tích tai xanh cổ đeo kiềng bạc cài nhanh phóng lan cười gọi thẳng tiến lên thằng tiến lên ngàn tay gầy đàn tính lưng bán rượu bầu châm cài lòng lánh ngọc châu trăng thanh pho mát trước lầu hát ca sương vàng khói tòa nhà kháng chiến chống quân Nguyên Mông năm 1258, 1285, 1288, Trần Quốc Tuấn đều được vua Trần tin cậy giao quyền quốc công tiết chế. Với tài điều binh khiển tướng của Trần Quốc Tuấn, cả ba cuộc kháng chiến đều kết thúc thắng lợi. Chiến thắng ở Bạch Đằng Giang đã chấm dứt ý đồ xâm lược nước ta của giặc Nguyên Mông. Trần Quốc Tuấn đã góp phần to lớn trong thắng lợi của quân dân Đại Việt. Các con của Trần Quốc Tuấn đều là những danh tướng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Có thể khẳng định, gia đình Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một trong những trụ cột của Vương Triều Trần. Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần tấn phong tước danh quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, và đến khi người mất lại được triều đình phong tặng danh hiệu Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Trần Quốc Tuấn mất giờ Thìn ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, tức ngày 5 tháng 9 năm 1300. Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể nhân dân, Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng của dân tộc, vị thánh nhân trong lòng nhân dân. Với công lao to lớn trong ba cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, với đức độ và tấm lòng trong sáng, luôn đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên lợi ích của gia tộc, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương đã góp phần to lớn, mang tính quyết định để giữ yên và xây dựng Giang Sơn Đại Việt. Lật lại những trang sử của quân dân thời Trần qua mùi ướn đời vua, với 182 năm tồn tại, Hưng Đạo Đại Vương nổi trội lên như một ngôi sao khuê sáng trói giữa trời Nam. Ngôi sao đó vẫn còn mãi mãi sống cùng với non sông đất nước. Lịch sử Việt Nam hơn 700 năm qua luôn tôn vinh người là vị anh hùng dân tộc. Nhân dân suy tôn người là bậc thánh nhân, sinh vi tướng, tử vi thần, đức thánh Trần, đức thánh cha. Trong tâm thức của người dân, người là đức thánh cha của muôn dân trong họ. Thuở sinh thời, người đã vì nước, vì dân. Khi mất đi, người hiển thánh cứu dân độ thế. Cho nên đối với nhân dân, người cao xa nhưng lại gần gũi, người vĩ đại nhưng lại gần gũi bình thường. Chính vì vậy mà lúc vui người ta cũng đến với người, những lúc ốm đau hoạn nạn người ta cũng đến với người, cầu mong người ra tay cứu giúp. Những tư tưởng của người về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, về xây dựng đất nước, giữ gìn đất nước vẫn còn nguyên giá trị, đang được Đảng và Nhà nước cùng nhân dân vận dụng thực hiện. Hôm nay, khắp nơi tổ chức kỷ niệm 719 năm ngày hóa của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đoàn đại biểu đại diện cho huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban chức năng của huyện, công an huyện Hải Hậu, Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, nhân dân và quý khách thập phương về tại nơi đây tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm vị anh hùng của dân tộc. Tôi xin trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Lại Văn Hà, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Hải Hậu, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Chiến, nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Hải Hậu, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Lưỡng, phó trưởng công an huyện, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đại Phong, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Hải Hậu, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Thỉnh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Xuân Tình, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân dân gian Vũ Thanh Bình, thủ nhang đền Bảo Ninh, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Mở đầu chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nghệ nhân dân gian Vũ Thanh Bình, thủ nhang đền Bảo Ninh, nên ôn lại lịch sử quá trình hình thành và xây dựng đền Bảo Ninh. Xin được trân trọng kính mời nghệ nhân. Anh minh quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam trải qua hơn 1.000 năm bắc thuộc, gần trăm năm dưới ách cai trị của thực dân đế quốc, nhưng con cháu của bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung vẫn luôn tin tưởng ở quá khứ hào hùng, không ngừng đấu tranh hướng tới tương lai rộng mở vì nền độc lập tự do của đất nước. Lịch sử Việt Nam khắc ghi biết bao anh hùng dân tộc vì nước, vì dân, trong đó Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chẳng những là một vĩ nhân Việt Nam mà lại là một danh nhân trên mảnh đất đại lục Đông Nam Á từ thế kỷ 13 đến nay. Đối với lịch sử, ngài là một đại anh hùng dân tộc có công quét sạch giặc Nguyên, xâm lược giữ vững độc lập cho nhân dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho Tổ quốc, trên làm rạng danh dòng dõi tiên rồng, dưới làm gương cho các thế hệ mai sau. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,
với lòng thành kính suy tôn người anh hùng dân tộc, xin ghi danh tướng hóa tác tôn thần, bảo hộ muôn dân từ tai kích phúc. Từ đầu thế kỷ 20, đền thờ Trần Hưng Đạo được lập thờ ở nhiều nơi. Tổ tiên chúng ta đã rước chân nhang Đức Thánh Trần tại Bảo Lộc Chính Từ về lập tĩnh, sau đó lập điện thờ tại nơi đền tọa lạc ngày nay. Đến đầu thế kỷ 20, để nơi thờ tự được khang trang hơn nữa, các cụ tiền nhân đã đứng lên vận động nhân dân các xóm rong cùng hiến công hiến của xây dựng đền hoàn tất, và tên đền Bảo Linh có từ ngày đó. Ngày 4 tháng 6 năm Tân Hợi năm 1911, vua Duy Tân đã hạ chiếu cho dân làng tổ chức việc thờ cúng tại đền theo kiểm lễ quốc gia, tức nghi thức nhà nước. Tại hiện nay, đền còn lưu giữ được 9 đạo sắc phong từ năm Khải Định đến năm Duy Tân, trong đó tiêu biểu có 3 đạo sắc phong dành riêng để phong tặng Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đến năm 1918, nhân dân làm nhà thờ liệt tổ khai sáng để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công khai sáng lập làng xã. Những năm sau đó, công trình tiếp tục được tu bổ và đến năm 1943 cơ bản hoàn thành. Trong các dịp lễ tuần tiết, nhân dân trong vùng đã về đây thắp nén tâm hương tưởng niệm người anh hùng dân tộc và những người có công với dân với nước. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, trải qua biến thiên thăng trầm và hoàn cảnh xã hội, hiện nay trong nội từ đền Bảo Ninh, hợp tự thờ các chư thánh, Ngọc Hoàng Thượng Đế là bậc có quyền năng sáng tạo che chở cho muôn loài, Đức Vua Cha Bát Hải Long Vương vốn là vị anh hùng dân tộc dưới thời Hùng Duệ Vương, có công bình thục giữ nước, với mong muốn cầu an và trị thủy. Bên hữu là phủ vợ thờ Đức Mẫu Nghi Thiên Hạ Vân Hương Thánh Mẫu, là bậc đại diện cho người mẹ mẫu mực thủy chung tam tầm tứ đức, thuộc bậc Nam Bang tứ bất tử của nước Nam ta, cùng với các vị thành hoàng thổ địa phúc thần đã có công bảo hộ làng xã dân thôn bản hạt. Đền còn là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các mẹ Việt Nam anh hùng. Tọa lạc ở nơi nhân dân có truyền thống cách mạng, yêu quê hương, yêu đất nước, nhân dân trong vùng một lòng tin theo Đảng, theo kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đền Bảo Linh là cơ sở cách mạng. Tại nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của tỉnh ủy, ủy ban hành chính tỉnh Nam Định, của huyện Hải Hậu và xã Nhà để xây dựng kế hoạch lãnh đạo phong trào cách mạng của địa phương. Cũng tại nơi đây đã tập kết nhiều đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích xuất phát chống Đàn, đánh Đồn Bốt, làm nên những chiến công oanh liệt như chiến thắng Cầu Đôi, trận Văn Bạ Đàn, Tốt Đông Biên, góp phần cùng nhân dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua những năm tháng chịu sự tàn phá của chiến tranh và thiên tai, nhưng với tấm lòng thành kính của nhân dân trong xã và quý khách thập phương xa gần, đối với vị anh hùng dân tộc Cứu Quốc Quân, đối với các liệt tổ, liệt tông và những người có công với dân với nước, đền Bảo Linh ngày nay vẫn được bảo quản, tu sửa, tôn tạo càng khang trang đẹp đẽ, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Ngày 12 tháng 2 năm 1999, với ý nghĩa lịch sử, văn hóa và cách mạng, đền Bảo Ninh đã được Bộ Văn hóa Thông tin quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp nhà nước. Từ năm 1999 tới nay, với lòng thành kính của nhân dân trong xã, quý khách thập phương xa gần, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu, các công trình của khu di tích đền Bảo Ninh tiếp tục được tu bổ nâng cấp, làm cho cảnh quan ngày càng khang trang và hoàn thiện. Thưa toàn thể quý vị, thể theo truyền thống của người Việt Nam, ý nghĩa cao đẹp tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, hôm nay ngày 20 tháng 8 năm Kỷ Hợi, nhà đền long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 719 năm ngày hóa nhập Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tưởng nhớ biết ơn người anh hùng dân tộc và những người có công với dân với nước. Các vị liệt tổ khai cơ cũng là để phát huy tinh thần yêu nước yêu quê hương trong lòng mỗi người, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thay mặt cho nhà đền, chúng tôi xin thành kính tri ân công đức chư tôn hiền đức, quý vị lãnh đạo, thượng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, phòng văn hóa thông tin thể thao,
các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện. Chúng tôi xin cũng xin thành tâm cung chúc và cảm ơn các vị lãnh đạo đại diện cho Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Ninh, các đồng chí. Thay mặt cho các ban ngành đoàn thể trong xã, các đồng chí bí thư chi bộ xóm trưởng, hội tập phúc, hội dân hương và các vị quý khách thập phương đã về đây dự lễ dân hương truyền thống mùa thu đền Bảo Ninh. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị được khỏe mạnh, hạnh phúc, cầu nguyện Đức Thánh Anh Linh khung phù cho quốc thái dân an, xã tắc thường cường cường thịnh, chủ quyền biển đảo thiêng liêng nước nhà giữ vững. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn nghệ nhân dân gian Vũ Thanh Bình, thủ nhang đền Bảo Ninh. Sau đây là chương trình lễ dân hương. Xin mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân khởi thân đứng dậy. Cử ba hồi nhạc cổ. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu, đồng chí Phạm Văn Chiến, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Sơn, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hải Hậu, đồng chí Lê Văn Lưỡng, Phó trưởng Công an huyện Hải Hậu, đồng chí Vũ Đại Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu lên dâng hương hoa tưởng niệm. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Thỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Đỗ Quang Đồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Trần Minh Huấn, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Vũ Văn Hưng, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Phương lên dâng hương hoa tưởng niệm. Tổ chức xin trân trọng kính mời các ban ngành đoàn thể trong xã lên dâng hương hoa tưởng niệm.
chức xin trân trọng kính mời ông Đặng Đình Mậu, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Di sản Văn hóa huyện Hải Hậu và đại diện Ban trị sự đền Ba Giáp xã Hải Phương lên dâng hương hoa tưởng niệm. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã dành thời gian đến tham dự dâng hương tưởng nhớ đức anh hùng dân tộc, quốc công thiết chế hương đạo đại vương Trần Quốc Tuấn cùng toàn thể nhân dân. Thì xin kính mời toàn thể quý vị di chuyển sang nhà khách và ở lại dự lập cùng với nhà đèn nguyện cầu Phật Thánh Tác Đại chứng minh. Thay mặt nhà đèn, tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Buổi đời
Đại diện cho sở tại chúng con dâng đôi lời tác bạch cung thỉnh đồng đền cùng các vinh đệ trong bản từ chứng minh cho Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, để đáp lời cụ mình thì thay mặt cho ban tế thì cũng rất là vinh dự cho ban tế Lảnh Giang Vọng Từ hôm nay được về tế trước là ngày kỷ niệm ngày giỗ của Đức Đại Vương, ngày kỷ nhật hóa nhật. Thì sau đây ban tế xin phép được vào tế Đức Đại Vương ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Oh!
Kính thực tế, Đức Đại Vương nhân dịp kỷ niệm 719 năm ngày hóa Đức Đại Vương một lần nữa thay mặt cho Ban Tế Lan cảm ơn tổ đồng, cảm ơn quý đồng đền, cảm ơn ban nhạc, cũng như là kính chúc các quý đồng đền cũng như thập phương được sức khỏe cũng như là ăn nhân khang và thịnh, chúc cho dân thân bản hàng vũ thuận phong điều. Xin cảm ơn.